của ban tổ chức. Chúng tôi cũng công bố kết quả từ các nơi trận đấu ở lượt đấu tiếp theo tại Thái và Ninh Sai và Hoàng Long thì không khí rất là hào hùng và hào hứng. Và kết thua đội tuyển Việt Nam lượt đấu Hà Nội và Việt Nam. Chúng ta một đội quan trọng thắng Hà Lan hơn đối thủ thắng Hà Lan 6-3 và đội chủ thua đội tuyển Việt Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục sẽ chứng kiến những trận đấu lúc thứ 1 lúc thứ 5 với hàng đội áo xanh và đội bóng cùng áo đỏ. Trên trận thứ 2 lúc thứ 5 áo trắng gặp Việt Nam mặc áo đỏ. Trên trận thứ 3 lúc thứ 4 mặc áo đỏ gặp Thiên Sáu Quốc gia mặc áo xanh. Và trên trận thứ 4 mặc áo tím đối gặp Liên Văn Hóa đội tuyển Trung Quốc mặc áo vàng. Trên trận thứ năm đội tuyển áo đỏ đối gặp Bắc Ninh áo vàng. Và đội tuyển Trung Quốc áo Việt Nam áo tím sẽ gặp đội tuyển áo vàng. Như vậy là thủ tục kiểm tra các cầu thủ đã xong. Chúng ta đề nghị là các cầu thủ tiếp tục thi đấu ở các trận khác trong đội. Chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta
Come on!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.